Ủa, chị làm ơn em hỏi cái cư xá ngân hàng là ở đâu hả chị? Bên kia. À, mình hỏi cô này xem sao. Dạ cô làm ơn em hỏi cái cư xá ngân hàng nằm đâu hả cô? Đó, đúng đâu máy. Mà, ủa đây có... Nhưng mà nói cư xá ngân hàng anh tưởng đâu là nguyên cái... Nó có nhiều lô á, nó là... Cư xá ngân hàng lô A, lô B, lô C, lô N, lô Y. À. Đường. Dạ. Đường thì nó không có lô. À. Rồi để con chạy qua đó coi. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Xuyên Soạn. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Quỳnh Tấn Phát. Nơi đó có cầu Tân Thuận. Thì tiếp theo hành trình ở quận 7 này thì em mời cô chú anh chị chúng ta cùng quay về một con đường nơi ấy có cư xá, mà cái cư xá đó có lẽ ngày xưa chúng ta đã có một thời gian gắn bó ở nơi ấy, đó là cư xá ngân hàng. Thì đối với Sài Gòn thì có rất nhiều cư xá Thanh Đa, cư xá Cô Giang, cư xá ở Trận Đạo đối diện rạp Nguyễn Văn Hảo đó, cư xá Lính Mỹ, rồi cư xá Đồng Tiến, rồi rất nhiều cư xá khác. Và hôm nay ở bên quận 7 này có một cư xá, đó là cư xá ngân hàng. Thì cái yêu cầu này em cũng tiếp nhận rất là lâu rồi, và hôm nay mới có dịp đi đến khu này. Mời cô chú anh chị chúng ta cùng tham gia luôn nha. Do là em không có rành ở khu này nên thật ra em cũng không biết có phải đây là cư xá ngân hàng hay không. Nhưng mà theo Google bản đồ chỉ thì nếu mà chúng ta đi từ quận 8 theo con đường Nguyễn Phạm Thế Hiển đến con đường Trần Xuyên Soạn thì đến ngã ba Lâm Văn Bền là chúng ta quẹo phải vô, thì đó là khu cư xá ngân hàng. Nhưng mà không biết ngày nay có phải như vậy không, thì nếu mà không phải cô chú anh chị cho em xin cái comment ha, để em có cái nhìn đúng hơn về và cái khu vực chính xác về cái khu cư xá ngân hàng này. Ta đang đến hẻm 640-645 đường Trần Xuân Soạn, đường Lâm Văn Bền, thì mình đi tới một tí nữa. Đối với những cư xá ngày xưa thì bây giờ đổi tên hết rồi, nên thật ra những cái tài liệu, những cái thông tin thì chỉ nói chung chung thôi, chỉ hiện trên bản đồ thôi, chứ thật ra những cái thông tin về ngày xưa thì không có rõ cho lắm. Nên hôm nay em chỉ đi cập nhật để các anh chị cho ý kiến rồi chúng ta sẽ hoàn thiện nó chính xác hơn trong những video sau nha. Mình vừa đi qua chợ Tân Kiển đó. Nơi đây là phường Tân Kiển. Hôm qua mình đi vô hẻm 701 là Tân Hưng. Ở đây cái gì cũng Tân không à? Tân Kiển, Tân Hưng, Tân Phong, Tân Thuận, Tân Mỹ. Tân Thuận thì có Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây. Và cái khu cư xá ngân hàng này thuộc Tân Thuận Tây. Đông và Tây được chia cắt bởi một con đường, đó là đường Quỳnh Tấn Phát. Đường từ Quỳnh Tấn Phát nối từ cầu Trịnh Minh Thế ngày xưa, nó cũng là cầu Tân Thuận ngày nay đó, cho đến Phú Xuân Nhà Bè luôn. Một con đường rất là dài. Ở đoạn đường Trần Xuyên Soạn này, khi mà nước lên thì hay có tình trạng ngập, nhưng mà chỉ những trận nước mà
dâng cao thôi, nước lớn thôi. Còn bình thường thì cũng khó gặp. Và bây giờ đường xá cũng làm lại rất là nhiều rồi. Những cái dãy nhà sàn bên sông đã không còn. Và bây giờ là một cái bãi đất trống, sắp đến chắc sẽ thành cái bờ kè dọc ven sông giống như là bến Vân Đồn vậy đó. Những cái bến ngày xưa thì bây giờ không còn trên bến dưới thuyền nữa, chỉ là những cái địa danh thôi. Bây giờ đường thủy thì không có thông thương bằng đường bộ, nên thật ra đường bộ phát triển hơn. Và cái đoạn này buổi chiều có rất nhiều anh chị bán trái cây, bán những cái nông sản ở dưới miền Tây trở lên, và bán lúc trời mát. Chúng ta đang tới hẻm 353 đường Trần Sư Soạn. Ở đoạn này ngày xưa người ta làm rất là nhiều cái ngành gọi là mái tàu đó. Ngày xưa ở đây chuyên sửa mái tàu, làm những cái cánh quạt chân dịch cho tàu nè, rồi làm mái cho tàu nè. Hàng đồng, hàng những cái, nói chung là những cái ngành nghề về tàu là ở đây rất là nhiều, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Bán dây xích, mỏ neo, rồi nguyên một cái khu xóm cơ khí công nghiệp ở đây, tiện hàng. Chúng ta sẽ kiếm đường Lâm Văn Bền, mình quẹo phải vô ha. Ở đây thì có một cái giáo xứ. Giáo xứ Thuận Phát. Bên tay phải chúng ta nè, giáo xứ Thuận Phát. Đó. Nằm ở số 253 Trần Xuân Soạn. Và bây giờ hôm nay giáo xứ đóng cửa, nhưng mà chưa tới giờ làm lễ. Hôm nay chủ nhật, với lại ở bên Hoa Kỳ cũng sắp đến lễ tạ ơn rồi. Và nhân đây thì em cũng xin chúc ngày lễ tạ ơn, chúc các anh chị và các bạn luôn an lành và thật nhiều món ngon bên gia đình nha, ấm áp bên gia đình. Đó, đây là đường Lâm Văn Bền nè. Chúng ta sẽ quẹo phải vô đường Lâm Văn Bền. Biển hiệu nào là cư xá ngân hàng hết ta, để em tìm thử nha. Để chắc là phải kiếm ai để hỏi thăm thôi. Chứ thật ra khu này em cũng không có hiểu nhiều cho lắm. Thì Sài Gòn rất là rộng lớn, ở đâu mình quen đó à, ở đâu mình biết ở khu đó thôi. Còn khu khác thì chỉ
hiểu qua tài liệu, qua thông tin trên mạng đó. Các anh chị các bạn thông cảm nha. Nếu mà các anh chị có thông tin cho em xin cái comment để em kiếm ai em hỏi ra. Với nhà của anh chị là nhà nào ha? Ở đường gì? Chúng ta quẹo vô hẻm 60 Lâm Văn Bền. Đây phải hỏi những người địa phương ở đây thì họ mới biết. Để em hỏi chị bán nước này xem. Ôi, chị làm ơn cho em hỏi cái cư xá ngân hàng là ở đâu hả chị? Bên kia, dạ, thẳng qua bên kia. Nó là đường cư xá ngân hàng hay sao chị? Cái đó là cái cư xá ngân hàng luôn á, nó ở bên đó đó. À, thẳng cái hẻm này ra bên kia luôn hả? Em để thẳng qua bên đó là anh hỏi tài chỉ cho liền. Dạ, cảm ơn chị. Theo chị đã chỉ thì nằm ở phía bên kia đường Lâm Văn Bền. Nếu chúng ta đi Trần Xuân Soạn quẹo phải vô Lâm Văn Bền thì cư xá ngân hàng nằm bên tay trái. Không biết tại sao gọi là cư xá ngân hàng ha. Ở đó có nhiều ngân hàng hay sao? Hay là những nhân viên ở ngân hàng họ thường ở đó? Với tại sao là có địa danh Lâm Văn, có địa danh cư xá ngân hàng và ở đó có chợ cư xá ngân hàng nữa. Đó, và con đường này rất là lớn nha. Đây là đường 21G. Nhưng mà vẫn chưa thấy cư xá. Theo cư xá em hiểu là giống như cái chung cư. Nhưng mà ở đây thì hoàn toàn không thấy. Qua đường số 11N đây có chợ cư xá ngân hàng nè. Chúng ta sẽ quẹo vô chợ cư xá ngân hàng. Chợ cư xá ngân hàng ở đường 6E. Mình hỏi cô này xem sao. Dạ cô lo cho hỏi cái cư xá ngân hàng nằm đâu không cô? Đó, đúng lô máy. Đúng lô máy. Mà, ủa đây có... Nhưng mà nói cư xá ngân hàng anh tưởng đâu là nguyên cái... Nó có nhiều lô á, nó là... Cư xá ngân hàng luôn, alo, bello, xe, đen, đờ, nó riêng. À. Còn nó không đi đường. Dạ. Không đi đường thì nó không có lô. À. Rồi, để con chạy qua nó coi. À, cảm ơn cô. Dạ. Đó, chúng ta vô đây là khu cư xá ngân hàng nè. Bây giờ mới biết là ở trong đây là có một cái chung cư có lô A, lô B, lô C, lô D. Nhưng mà không biết lô nào đây. Đó, nhưng mà trong đây thì sao vẫn chưa thấy cái lô nào vậy ta? Hay đường số mà đường 5K, đường 6E, đường 21K. Đường 100C. Ủa đường 10C chứ.
có lẽ ngày xưa ở đây là cái cư xá rồi sau này thành khu dân cư mới. Nhưng mà các anh chị không comment là cái địa chỉ là số mấy đường gì, nên thành ra bạn chạy vòng vòng trong đây để mình cùng nhìn lại cái khu cư xá này. Và cư xá ngày nay đã thay đổi rất là nhiều, mà con đường ở đây rất là đẹp, những nhà ở đây cũng rất là đẹp luôn. À, có lẽ những cái chữ, những cái số ở đây có lẽ là những cái lô ngày xưa đó. Ví dụ như đường này là 1Y. Mà mình hỏi cái cô lúc nãy là cô đó, chỗ đó là chợ cư xá ngân hàng đó. Đây chính là cư xá ngân hàng đây, những cái nhà mới, những cái đường mới hết rồi. Khu này rất là lớn nha. Khu rất lớn luôn. Chúng ta đang chạy trên đường 4F và một cư xá ngân hàng, có lẽ ngày xưa đây là lô F. Và nhà ở đây rất là đẹp, rất là mới. Và cư xá ngân hàng ngày xưa bây giờ chỉ là một cái địa danh đổi lấy những hình ảnh của những căn nhà rất mới và rất đẹp. Đất ở đây có lẽ rất là có giá nè. Chúng ta đang chạy trên đường 4F. Nếu chúng ta nhìn bản đồ thì những cái khu này có những đường số nằm ở bên nhánh của đường Lâm Văn Bền. Rồi một số hình ảnh trong khu cư xá ngân hàng gửi các anh chị và các bạn. Thì ra con đường lớn này là con đường chính đi vào khu cư xá, và trước mặt chúng ta đó là đường Lâm Văn Bền, và nếu mình quẹo trái là sẽ ra đường Nguyễn Thị Thập. Rồi video xin tạm dừng tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Hy vọng anh chị có xem cái video clip này, cho em xin cái comment ha. Và trong quá trình thực hiện video, nếu mà có thông tin sai sót anh chị vui lòng bỏ qua nha, tại vì cái khu này em cũng không có rành cho lắm rồi. Mà chúng ta đi lòng vòng ở trong đây để hình dung được những hình ảnh của ngày xưa, nhưng mà rất tiếc là hình ảnh ngày xưa đã hoàn toàn không còn nữa. Đổi lấy những hình ảnh của cái khu mới. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các anh chị và các bạn.